Dịp Tết Nhâm Dần 2022, không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc chìm trong giá rét và mưa phùn. Khu vực núi cao có thể xuất hiện băng giá và sương muối. Ngày 31 tháng 1, tức 29 tháng Chạp, không khí lạnh được bổ sung khiến miền Bắc chìm trong giá rét, mưa phùn. Đến ngày mùng 2 Tết, ngày mùng 2 tháng 2, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường khiến cho trạng thái mưa rét ở miền Bắc kéo dài. Bắc Bộ sẽ trải qua những ngày Tết trong mưa phùn, sương mù và giá rét. Tại Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ giao động từ 13 đến khoảng 18 độ C, độ ẩm cao, vùng núi từ 8 đến 13 độ C. Khu vực núi cao có thể xuất hiện băng giá, sương muối.